Anh sẽ dùng, anh dùng hay là mua trên xe đi luôn? Tùy, tùy sao cũng được. À, nếu mà trễ quá thì ngày mai về. Vậy hả? Chứ đi con đã sang qua. Anh để cho nịch để công an nó. Ừ, ok. Mình làm chua nó luôn bỏ xuống ngay rồi Peter tiếp đi. Bèo. Lên cho anh. Rồi tha cho tới trên phlâu nè. Tao à phlâu dư chi hơi cá đồng. Cá đồng ô cho thật phlâu nó mình được anh em. Rồi trong tí nhé tí nhà hơi. Tôi cũng tới khỏi thật. Ô nó ao không tính á. À. Nó đi ờ cho nịch tê tao không ao tính. Ôi có tính bài. Rộp cái này chứ. Pì. Ram. Buồn. Buồn ọc. Nó có mặc lấy tính. Có quạt. Rồi, sáng nay mình sẽ đi chùa. Ủa mà cái chùa đó tên gì em? Ờ, quạt đang hai quạt ấy kế. Tiki. Potkiri. Butkiri. Vậy là ở Sambu gần quê em này luôn nè. Preah Pumbay Mơn Buôn Poan Ong. Pumbay Mơn Buôn Poan Ong. Bà. Tại ở lâu nâng toàn cổp với bản thái thì nâng đã ở cổp Pumbay Mơn Buôn Poan Ong. Ở lâu nâng đôi chìa bàn Buôn Mơn Ong chiên. Nhưng như cái chỗ đó là nó là từ phần Pumbay Mơn nè. Bà, Pumbay Mơn Buôn Poan. Là 84,000 84,000 vị Phật. Wow. Nhưng mà hiện tại bây giờ là để mới có được bốn mấy ngàn thôi. À là chưa đủ là, đúng rồi chưa có đủ cho nên là kế hoạch đó thì cái gì lan á thì sẽ để cho đủ. À ok. Đó cả nhà nghe chưa? Hôm nay được mấy đứa em nó sẽ dẫn mình đi cái chùa mà có 84,000 vị Phật. Mà cái chùa này anh thấy là như nó gần tỉnh Sambu gì phải không? Ờ Sambu gì phải không? นั่นๆๆจัดน้าครับ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 
Ok, thank you. Đây là bánh bò thốt nốt của người Campuchia. Mình đang chạy nên mình thấy cái mình phải dừng lại để mình mua. Đây, cái này ha. Thank you. Cảm ơn. Ocon ha. Ocon. Xong chưa ăn nè, xong ăn đi. Chai. Chai, chai. Ok. Ocon. Bác ở đâu trong món món này bánh bò được thốt nốt của người Campuchia rất là ngon, 10 cục 2.000, đúng rồi, 10 cục 2.000. Alo, rồi giờ mình đi tiếp nha, tiếp tục trên đường khởi hành đi chùa 84.000 vị Phật. Chợ cái dừa. Sa cung ca đô. Hôm qua thanh nó căng, bữa nay nó đại căng. Cái căng gì? Bốn người trên đó hả? Anh Ấn
vì iPhone mẹ. Ở cái camera chạy chứ. Rồi, nước mía vừa uống rồi với cà phê chưa uống. Cà phê chưa uống phải không? Cà phê nước cốt dừa phải không? Vậy quyết định chiều mai về uống được. Cà phê dừa luôn, cà phê mà cái sắc dừa trong đó luôn. Wow, chưa luôn, cái đó là đặc biệt. Thì bữa nay cứ trải nghiệm đi anh. Ừ, anh nói mình cứ đi từ từ chứ đừng có gấp gáp quá. Ta Asco cà phê đường anh. Asco ơi, anh đang nhâm cà phê đường à? Năng này. Cà phê đặc đồn. Cà phê đồn là cà phê dừa á. Lúc muốn từ tiên con computer thì mua pro select. Cà phê select xua tha chênh phật cà phê đồn ọt. Nó ở đây lưu ở biên trực cà phê đồn nó phải đặt tới nhàm rồi. Năng ngay nhầm đăng cái thơm mà cái thơm sạch đồn. Đặt đồn cho món này nè. Hay dương ai nhầm đồn mà nè. Ngon lắm. Mà tôi có chui nè. Nó vừa béo và vừa thơm cà phê. Chưa uống bao giờ. Chưa uống bao giờ phải không? Có à, về mà được. Biết thì điện dư cả đánh luộc cà phê đá hay biết đánh một viên cà phê đủ. Là hai nơi đông tốt luôn. Ờ, giống như mà kiểu mà giống như người ta vô câu dài ba giây người ta ao ra. Đấy. Kiểu trường hợp đó gặp không anh Hân? Trời nói vậy anh vô căn anh Hân anh coi anh ra liền. Vô, anh mở cái nấm luôn anh coi đi. Mà những cái video là tiền nhiều quá đọc. Tao trắng tao kapot, dapat trắng tao semut, bahkan yang trắng lahor atbar, dan yang bot stam, cecit di bot stam. Hai, cok, chân hai. Có chuyện chân hai phục quay. Cái khu khu cá nha. Ô, này, này làm gì ta? Kampung tour. Kampung tour. Kampung tour. Ô. Đọc chưa cả nhà, trời ơi. Này nó khai tháng gì làm này ta? Cái này là nó tên là cầm tua luôn. Cầm tua. Làm cảnh nó đẹp đó anh. Ồ. Anh ấy đi cái tua được vào. Đi nó bỏ ra thà. Độc đáo ghê chưa? Ở nhà thấy một cái hồ, mình tưởng cái hồ bình thường hay ngày nó rớt xuống à. Ủm xuống cái lỗ. Bây giờ thấy không? Hết hồn.
hông thuốc mùi à? Anh bị hô từ nè. Châu từ lì. Bộ tổng nó châu từ lì. Chẳng bố dưới rồi chứ. ទស្សវត60អូ60មិនមានគបៀណាដល់ត្រង់ខ្នាអញនិយាយកុហកតិចទេនេះធ្វើអីឥឡូវចាំនេះធ្វើទៅខោអានេះណាមមកទៅហ្នឹងណាមិនដែលចេញមកយូរហ្នឹងគេតាំងគេបាំងមកតែសឺតែសឺអត់ខំគួរឲ្យយកទៅហ្នឹងរយទៅគេមិនដែលឡៃអផ្លូវនេះហុយអ្នកជីក្រៅcái xe tải đây nó gắn camera quá trời luôn nha, gắn camera nhiều quá, ai quên nó gắn cái gương á, rồi nó gắn tiếng nó vọt ra xe đạp chụp nó vọt ra xe đạp, sao nó gắn kiến nhiều dưới trời.Vì miền đây nó chết vọt ra chả nó ngay trong ơi tật đây về thơ ấy nhằm thơ ấy đấm mà đi đập bên lâu bị ắt toàn mò hỏng lên đây là ngon luôn mặt trời hết thấy đường rồi ôi rồi rồi mày nghe ô này cơ xong rồi xong rồi anh tải từ ở ngoài sao là tiền hả chiพยายามกลัวเด็ดเลยหอยพยายามกลัวเด็ดดังอยู่บอกสตาร์มใช่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 ใbánh gầm nội về dưới quê vậy anh nhận là cái cũng về cái dạng giống chị đầu lên đổi mạnh hết ủa cái này mấy xe biển đỏ là phải của quân đội không em không phải đâu anh cái đó là tay lái nghịch Campuchia này nghịch cái muốn lái tài lái tài lái tài lái nào lái cũng được hả? Dạ đúng nó như là nó không có ấy nó không có Việt Nam đâu cho anh không? Không giống như là nó có không biết là sao ai chạy như được chạy ai chạy được chạy nhưng mà phải đi thi nha cầm cũng có bằng lái tài lái nghịch nha để bật số cho hả? Số tiền ha, biển số phân biệt ra. Dạ, thấy nó né ra. Không phải quật hả, chăm lâu này hai chăm tàu của bột, chăm hoa mà đang tiết tà lên của bột. Lâu này kết phương buôn cửa lồng, mình xuân cho ba cả đám, mình thu một đầu xuân cho ba. Chứ mà đây là kiểu quật hả, lâu này dừng tờ tứ. Đó là bột, đó là trắng, đó là bột. Mình ta chăm kết phương hai chăm hoa, chăm tàu của bột. Giống như cái đường này nè, chừng nữa anh cứ đi lên, anh muốn là đi bốt chơi á để cho người ta làm xong đi rồi chừng nữa là chạy nó dễ á. Bốt chơi luôn. Cầm bốt là gì ạ? Cầm bốt là cái chỗ biển mà anh hỏi có biển. Tàu bốt, tàu bông xong, tàu lâu nông bàn. Bông xong này kia. Bông cô vậy hả? Bông cô, bông cô. Ok. Bông cô đó anh đi rồi. Anh lên đúng bài cho nó rồi đó. Ở trên đó có sông bạc hả? Đúng rồi, khách sạn 5 sao luôn á. Đại gia đó nó cũng nó đang làm giống vậy đó. Kẹt xe rồi. Giờ các bạn thấy không? Ở Campuchia những cái xe bán tải á, họ thường chở thêm người, muốn chở nhiều chở, miễn sao có chỗ đứng muốn ngồi được là được.
chơi nè coi mặt bài ông ấy nè đến tôi theo tầm đi lầm nên người ta mang xuống nay cũng bảo mặt nay cứ này tưởng nó lọt hả tưởng nó lọt hả đi ngang qua đây giống như mở cái khu công nghiệp. Ở nhà thấy phía trước không đường bụi mịt mù. Xe hơi đi chơi dầu à. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là Ba Michael. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.